nay em lại nhập được một chiếc xe Daewoo Lumia các bác nhé. Nhập mấy con kia về các bác hỏi nhiều quá cho nên là lại nhập tiếp. Đấy, nhà em thì lúc nào cũng có 1-2 chiếc Lumia nhé. Đấy. Bây giờ còn có con Leganza nữa cơ. Leganza xe cũng màu trắng luôn, xe rất là đẹp. Giá cũng tầm tiền con này, nhưng mà con chiếc xe đấy thì form dáng nó khác một chút, nhưng mà hình thức thì rất là đẹp. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe đấy thì vào tin nhắn Zalo em sẽ gửi thêm nhé. Còn bây giờ em sẽ quay chiếc Daewoo Lumia này cho các bác xem cảm nhận chiếc xe Lumia này nó như thế nào, đặc biệt thế nào so với lại những chiếc xe khác của em, chiếc xe trước của em đấy. Chiếc xe này là biển Hà Nội, tên tư nhân đấy, một chủ từ đầu vẫn biển 4 số, màu trắng nguyên bản theo xe. Chiếc xe còn rất là cứng cáp và rất là đẹp. Đấy. Rất là cứng đẹp các bác nhé. Xe rất là cứng đẹp đấy. Em nhập dòng Lumia này về đấy thì thường thường là bọn em hay nhập xe đẹp, chứ còn xe xấu xe nát quá em cũng không nhập. Vì hay bán vào trong khu vực miền Nam mà, cho nên là đến lúc mà xe mà xấu quá bán trong đấy các bác không lấy được mà gửi về, gửi ra ngoài Bắc này thì rất tốn rất là nhiều phí. Mỗi một lần vận chuyển ra vận chuyển vào là vào 15 triệu, ra 5 triệu nữa, rất là tốn phí. Cho nên là ở đây bên em ấy toàn nhập những dòng xe nó còn cứng, nó còn chất một chút để cho để khi bán ở xa mình sẽ yên tâm, bán ở xa yên tâm hơn. Đấy, đấy chiếc Lumia nhé các bác nhé. Đây thân vỏ này, thân vỏ ngoại thất của chiếc xe Lumia đây, em quay các bác xem. Các bác xem trước, còn thì muốn hỏi gì thì gọi điện trực tiếp cho em. Số điện thoại của em là 0938 586 307. Đấy, số điện thoại và Zalo em gửi xuống đấy nhé. Đây là lốp của xe đây. Màn hình cũ, xe đạp điện cũng bán đi. Không biết ai gọi nữa. Alo. Vâng, đang đi nhá, em bận tí. Đây. Đây là chiếc xe Lumia em đang giới thiệu bác. Con này đời 2004 nhá. Sản xuất năm 2004. Đây em đóng này cửa, nhìn cửa đấy. Xe này một chủ từ đầu sử dụng luôn, không chạy qua dịch vụ gì cả. Đấy. Cho nên là xe còn rất là cứng đẹp. Các bác mua về sử dụng hoàn toàn yên tâm. Form dáng của chiếc xe này với số tiền có mấy chục triệu thôi đúng không ạ? Được thì các bác đã sử dụng được chiếc xe Lumia này rồi. Một chiếc xe hình thức đẹp đúng không ạ? Và độ chất vẫn còn khá là tốt. Chỉ bỏ ra vài chục triệu thôi thì đúng không ạ? Bây giờ em sẽ quay nội thất cho các bác xem nhé. Đây là táp ni cửa của xe đây ạ. Có một số điểm nó hơi bẩn một chút. Các bác về nhà mình vệ sinh sạch sẽ đi. Nội thất của chiếc xe Lumia này khá là đẹp. Nội thất chiếc xe còn khá là đẹp nhé các bác nhé. Một cái đã được bọc một cái lót ghế bên ngoài. Cái lót ghế này các bác có thể là mình có thể là bỏ ra bỏ vào nhé, thích nắp vào thích để tháo ra nhé. Đây trong là lý, phần trong là lý. Đây tắp đô của xe đây. Trang bị màn hình, màn hình camera lùi, và chiếc màn hình này được sử dụng nghe nhạc và
Đấy. Màn hình này của Toyota các bác nhé. Kết nối Bluetooth, nghe nhạc. Nghe nhạc trực tiếp trên điện thoại. Tiện cứ cả 4 bộ đi. Đây, đây là nội thất chiếc xe Nuvisa em đang quay cho các bác xem. Hình thức của chiếc xe từ nội ngoại thất còn rất là tươi các bác nhé. Phần nhựa còn rất là đẹp này, phần nhựa rất là tươi. Con này em cũng mới lấy về nên là chưa dọn dẹp, chưa vệ sinh, chưa đánh rửa gì hết. Vẫn còn bấn nguyên bán luôn. Rồi, ok. Đây, phần trần của xe là bằng lý nha các bác nhé. Trần vẫn là trần lý. Nội thất chiếc xe Luvisa này so với lại một số chiếc xe khác thì em thấy con này còn rất là đẹp. Đây, nội thất lý các bác nhé. Đây là cái phần nốt ghế thôi. Đây là cái áo nốt ghế mình có thể là bỏ ra nếu không thích. Đây là phần táp ni cánh cửa các bác nhé. Đấy. Đằng sau bên đấy. Chiếc xe còn rất là đẹp, nội thất còn rất là tươi. Đấy. Đây. Đây là ghế các bác nhé. Phần đằng sau em quay phần đằng sau. Bộ lốt ghế rất là đẹp, rất là sang trọng. Lý ở trong còn rất là mới. Đằng sau đây có các bác có thể là để đồ này. Chiếc xe này phần đằng sau rất là rộng. Thiết kế hai loa nghe nhạc đằng sau nữa. Đây, chiếc xe Luvisa em quay tổng thể. Ok. Đây phần đuôi xe có nhé. Sơn xi sạch đẹp. Ok, em mở cửa này, mở cửa bên phụ của chiếc xe Nuvisa này ra. Đấy, vừa quay rồi nhưng bây giờ em quay lại. Các bác xem phần tắp ni cửa khi mở cửa ra nó sáng hơn thì nhìn rõ hơn thì xem nó thế nào nhé. Đấy. Chiếc xe Nuvisa này đấy là cũng tất cả là kính đều chỉnh điện hết các bác nhé. Kính lên xuống này. Đấy, lên này. Rồi. Bộ kính lên xuống vẫn tốt. Bốn cánh lên xuống vẫn đều luôn. Còn rất là tốt, rất là khỏe. Nội thất rất là sang trọng đúng không ạ? Rồi. Bây giờ em mở cửa phần trên bên phụ ra em quay. Vừa giờ cũng quay mấy chiếc liền cho nên là giọng bây giờ hiện tại là cũng không được tốt cho lắm. Nói hơi nhỏ nhưng các bác chú ý nghe, mình cũng vẫn là vừa nghe vừa xem được các bác nhé.
gì cần thiết thì em sẽ nói thêm vào. Đây các bác xem táp lô của chiếc xe Luvisa đây ạ. Được được bọc dán vân gỗ. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Và nó sáng. Sáng chiếc xe, cái nội thất nhìn nó sáng hơn. Đấy. Con này có cả khóa khiển cửa nhé. Rồi ok. Bây giờ em mở phần máy để em quay qua phần máy cho các bác xem. Anh ơi, tí anh cà lốt cho em cái này cái. Rồi. Đây là máy của xe các bác nhé. Máy rất là đẹp, cô giáo sạch sẽ. Nói chung là máy còn tốt. Rồi. Thì vừa rồi em cũng giới thiệu với các bác một mẫu Luvisa. Chiếc xe Luvisa đời 2004, biển số là 29U2534. Đấy. Các bác muốn biết thêm về chiếc xe này thì gọi điện cho em theo số điện thoại 0938 586 307 nhé. Em tên là Trâm, năm nay 31 tuổi. Địa chỉ bãi xe là ở tại số nhà 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Đây đây là bãi xe của em này. Đấy. Chiếc xe này của em vừa mới quay xong đây. Đấy. Bác nào ở xa mua, khi mua chiếc xe này bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển và hỗ trợ rút hồ sơ nhé. Còn thì chiếc xe này các bác yên tâm một điều rằng là xe còn rất là cứng đẹp. Đấy. Chiếc xe không bị tai nạn nặng gì. Đấy, không han mọt, không ngập nước, mọi chức năng hoạt động rất là tốt. Điều hòa mát, đăng kiểm còn dài luôn, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2019 này. Quay luôn quá nhé. Rồi, ok. Cảm ơn các bác đã quan tâm đến video này của em. Đấy. Các bác vào các bác gọi điện hoặc là nhắn tin Zalo cho em nhé. Ok, cảm ơn các bác.